Hôm nay chúng ta lại được nói về chị Trần nha. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn tất cả những buổi khác từ trước giờ mình đã quay. Đây là thầy tổ của Diện Trần Điều Khiển Liệu Pháp. Tên đầy đủ thì phải gọi là giáo sư tiến sĩ Bùi Quốc Châu, nhưng mình chỉ xin phép gọi là thầy thôi. Được rồi, gọi thầy được rồi. Dạ. Thầy, hôm nay mình nói chuyện về cái điều mà con mới phát hiện ra đối với Diện Trần nha. Cái gì lạ không nói đó từ nhảy rồi. Trước khi gặp thầy thì con học thầy hội nè. Sau đó con xem YouTube nè. Và con thấy Diện Trần rất là hay. Hay đến mức mà bây giờ con đã đổi tên ở trên Facebook là Hana Diện Trần rồi. Mà con ở bên đâu vậy? Hana tên Tây nha. Dạ. Vậy không phải nói con ở đâu, ở nước ngoài mà ở nước nào về mình để tên Tây vậy? Con ở bên Úc, con ở Melbourne. Con gọi tên Tây là đặt tên Hana bởi vì các bạn không gọi là Hạnh được. Tên Hạnh, tên Việt Nam là tên Hạnh. Dạ. Nhưng mà con qua bên Úc là năm nào? Con qua lâu rồi, con qua từ hồi giờ đi bao học tuổi? Đại học 18 tuổi. 18 tuổi Úc rồi. Dạ. Con Úc đi học bên đó. Dạ. Con học về ngành gì? Con học về kế toán này, con đi làm kế toán này, sau đó con kinh doanh này, sau đó con về Việt Nam này, rồi con lại quay lại Úc nè. Bây giờ đang ở Việt Nam nè. Cái đợt đi Úc trở lại. Dạ, bây giờ lại quay lại Úc. Nhưng lần này về rất là tình cờ và may mắn là con biết đến Diện Trần. Trước khi quay lại Úc có một tháng con học Diện Trần, học chỉ với tinh thần là học cho biết và tò mò. Sau đó càng học thì càng thấy hay. Nghe nói con học phương pháp gì mà chữa được cho bệnh tự kỷ của con trai con đó. Dạ đúng rồi ạ. Trước khi biết đến Diện Trần thì con tìm hiểu rất nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe. Bởi vì con trai lớn của con hồi bé cháu bị tự kỷ đó, thì nhìn chung là các phương pháp can thiệp chính thống nó không mang lại kết quả nhiều, cho nên khi mà con quyết định là mình sẽ phải tự mày mò, đó cũng là một lý do mà con ở trên Facebook con phát triển cái khái niệm là chuyên gia con. Chuyên gia con tức là khi mà tất cả các phương pháp bác sĩ chuyên gia không mang lại kết quả như mong muốn thì cái cơ hội cuối cùng đối với đứa bé đó là bố mẹ. Đấy. Thì con tìm hiểu rất nhiều và cũng có một số thành công nhất định. Tuy nhiên những cái thành công mà con sử dụng nó không chia sẻ rộng rãi được, bởi vì nó không dễ dàng, không phải ai cũng có thể làm được. Đấy, tuy nhiên con vẫn đau đáu là làm thế nào để tìm được một cái phương pháp nào đó có thể giúp các bố mẹ trở nên tự tin hơn trong quá trình chăm sóc con. Đến khi học Diện Trần thì con mới cảm thấy đây chính là cái câu trả lời của mình. Vì thế, bởi vì đang đi tìm rồi và con biết là phần như thế nào thì mới gọi là một cái phương pháp cứu cánh cho bố mẹ. Cho nên mà hiện nay con chữa bệnh tự kỷ con trai con đạt kết quả bao nhiêu phần trăm rồi? Bớt được. Theo cá nhân của con thì bạn ấy bây giờ là 9/10 rồi. Ôi trời, vậy khá quá. Chúc mừng con. Vậy là cũng giỏi đó. Cũng là may mắn, nhiều điều may mắn. Học pháp chữa bệnh mà làm được là hay tự chữa cho con trai được đấy là quá giỏi. Vâng, con thấy cũng là may mắn là có thể cháu phản hồi lại. Và cháu không sinh ra không phải bẩm sinh tự kỷ, mà cháu bị tự kỷ bởi một số yếu tố tác động bên ngoài. Đó, chứ tự kỷ có rất nhiều hình thức lý do gây ra tự kỷ, nhưng mà vì con trai con bây giờ con tin rằng chắc chắn là đó chỉ là cái biểu hiện của cái ngọn. Còn cái gốc là những cái tổn thương mà tác động bên ngoài tác động vào, do đó là mình đầu tiên là ngừng những cái tác động đó. Tiếp đến là mình chăm sóc sức khỏe lại, chữa từ gốc cho đến ngọn. Con thấy ở Việt Nam hiện tại các cha mẹ chữa tự kỷ chủ yếu tập trung vào điều chỉnh hành vi, điều chỉnh ngôn ngữ và mong muốn rằng con mình đi học bình thường. Nhưng khi can thiệp cho con trai của con thì con đặt nhẹ những cái phần ngọn, bởi vì con tin rằng cái hành vi, cái biểu hiện bên ngoài nó chỉ là cái biểu hiện bề nổi, còn cái lý do để gây ra những cái căng thẳng về thần kinh, đập phá hay là trầm cảm thì nó là vấn đề bên trong. Nhưng con trai con năm nay nhiêu tuổi rồi? Đã bé năm nay 11 tuổi ạ. Thế bây giờ nên tìm hiểu thêm những phương pháp khác thì mới gặp cái Diện Trần. Dạ không, thực ra con nói với thầy hội là con đi học Diện Trần theo hình thức là học để biết. Và học theo cái tâm thức là mình là cốc nước đầy rồi, mình biết quá nhiều và mình quá tự tin rồi. Cho nên trong quá trình học là con vặn vẹo thầy hội rất là nhiều, xong con nghi ngờ thầy hội rất là nhiều. Cho nên con vô cùng tâm đắc cái câu thầy nói là học để làm gì. Nếu mà học để biết, nó sẽ khác với học để làm. Và bây giờ khi con chia sẻ trên Facebook, đối với các bạn mà muốn bắt đầu tìm hiểu về Diện Trần, các bạn nên tự tìm hiểu thông tin trước, chọn ra một cái bệnh hoặc là một cái vấn đề sức khỏe nào đó mình tập trung, để đến khi mình đi học mình thực hành.
mình tập trung vào là học để học, học để làm, thầy, chứ không thầy, phải thầy chỉ học để biết. Thầy nói á, thầy nói vậy thì con nhớ, thầy nói gì không? Học để biết thì sao mà học để làm sao? Con nhớ thầy nói không? Học để biết thì có thể học rất nhiều thứ, học gọi loáng thoáng qua à, diễn trần là thế này, diễn trần như là cái kia là đủ. Thế nhưng nếu mà học để làm thì chúng ta chỉ nên tập trung. Ví dụ muốn làm được diễn trần thì phải hiểu diễn trần đến mức độ nào, phải thực hành bao nhiêu, thì cái tâm thế học nó hoàn toàn khác. Con mới bắt đầu đi học là con học để biết, bởi vì con nghĩ là con biết nhiều quá rồi. Nhưng mà đến khi cái kết quả nó đến khiến con vô cùng ngạc nhiên. Thầy, con cũng chia sẻ với thầy hội là ngạc nhiên, không thể tin được, và cuối cùng bảo nó vi diệu quá đi. Bây giờ thấy trên mạng dùng chữ vi diệu đi. Đây đây, con nghĩ từ đó hoàn toàn xứng đáng ạ. Ở trong Phật giáo, ở trong tiểu thừa. Dạ. Có cái diệu pháp. Tức là thầy, pháp, vi diệu pháp. Thầy. Ở bên Phật giáo Nguyên Thủy. Lúc con đi học xong nha, vẫn là tình trạng là học như nào áp dụng đúng như thế thôi. Chưa thật sự hiểu, chưa thật sự tin. Nhưng mà ngay cả khi con chưa hiểu, khi con chưa tin, cái kết quả đến, cái người mà con giúp ạ, người ta cũng không tin được, và con cũng không tin được. Thế khi mà mình quá bất ngờ đi, bắt đầu tìm hiểu thêm thầy, tìm hiểu thêm thì bắt đầu mới vỡ lẽ ra, à tại sao lại như thế. Như thế con mới nhận ra rằng với diện trần nó rất đơn giản. Mà con có dùng những pháp gì của diện trần mà con đã thành công trong thời gian vừa qua? Con dùng có vô chiêu nè, hơ ngải cứu nè. Bởi vì nếu không có hai chiêu đó mà chỉ đọc sách về các phác đồ, các đồ hình, thú thực là học xong 40 tiếng nó chưa đủ ngấm. Chưa đủ ngấm và chưa đủ tự tin để làm. Nó rối, những cái rối. Hơi rối, vâng. Thế nhưng đến khi có người nhờ giúp và học. Có học 6 phần mà, 6 phần chứ là đúng không? Cái đó 6 phần chứ. Có dùng gạch mặt không? Gạch mặt đó, gạch mặt ai con gặp đầu tiên cũng có những cái đại giản thuật thầy. Chỉ đại giản thuật thôi đã. Bởi vì, tai. Vâng, bởi vì học xong con mới đọc thêm mà, càng đọc thêm càng rối. Cho nên mới quay lại là à, cái thành công khi mình làm diễn trần là gì, đó là sử dụng đại giản thuật. Và càng nhận được thành công thì con càng mới thấy rằng là diễn trần là cái phương pháp chăm sóc sức khỏe con đang đi tìm. Bây giờ con cổ vũ các bố mẹ nha, là trở thành chuyên gia con. Thế muốn trở thành chuyên gia con họ phải có công cụ. Công cụ, những cái hình thức như công cụ mà con dùng cho con trai con không phổ biến cho đại chúng được. Bởi vì thứ nhất là rất là tốn kém. Thứ hai là vô cùng cầu kỳ. Không phải ai cũng có thể. Chứ đâu phải của Tây đâu. Hoàn toàn là của Tây phương. Từ trước đến giờ con học được những cái gì con tâm đắc đều từ phương Tây hết. Và thú thực với thầy là cho tận đến khi học diễn trần, con mới cảm thấy là tự hào về Việt Nam. Nó hơi xấu hổ chút nha. Nhưng mà nói thật. Đúng rồi, phải có diễn trần mới tự hào Việt Nam. Nhiều khi mình học nước ngoài mình cho nước ngoài nó cao quá, mình không có bằng được. Mình đâu mà cảm tự ti đúng không? Dạ. Nhưng mà gặp diễn trần thì tự ti hoặc là bớt tự ti. Thấy rằng Việt Nam cũng làm được lắm trò đấy, cũng hay đấy. Con thì thừa tự ti từ trước đến giờ. Nhưng mà con thấy là nhờ diễn trần con thấy tự tôn hơn. Đúng rồi, có nhiều người cũng thấy vậy. Dạ. Đó, mình thấy là với diện trần thực sự là chúng ta đang đi trước cái xu thế, đang đi trước, ứng dụng trước, nghiên cứu trước cái xu thế chữa bệnh không dùng thuốc. Và điều rất quan trọng là khi con chữa bệnh cho con trai của con thầy, con dùng những phương pháp rất là tự nhiên. Tuy nhiên lại vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp. Còn với diện trần thì cơ thể đây thế là nguồn thuốc, là nguồn thuốc, tức là cái mặt là vườn thuốc trên mặt. Thầy có nói câu là vườn thuốc trên mặt từ lâu, sao công tự chữa chạy đâu tìm thầy. Đó hay quá. Xưa, cái thời xưa khoảng năm 84-85 ấy. Dạ. Thì đã đây có câu rồi. Dạ. Và hay nhất thầy biết sao không? Với diện trần là mỗi người có thể trở thành thầy thuốc của chính mình. Thì chủ trương của thầy này. Dạ. Bây giờ con nói này con nói.